mà khi mà con 2-3 tháng đầu ấy, thì đôi khi có những trường hợp mình sẽ thấy, tức là tạm gọi là không đồng đều, không đồng đều giữa cái phôi thai và cái cúng thai ấy. Cái rễ là tại vì có những cái trường hợp em thấy là cái CLL thì có thể là 7 tuần 8 tuần gì đó, nhưng mà cái đường rễ của túi thai thì nó không có tương ứng như vậy, có thể là nó nhỏ hơn. Như vậy thì đối với những cái trường hợp đó thì mình có một cái lưu ý đặc biệt hơn, hoặc là với cái kinh nghiệm của chị thì chị thấy là những cái thai như vậy mình sẽ tiêm được như thế nào? Những cái trường hợp mà túi thai mà nó không tương xứng với CRL á, thì nếu mà tính túi thai thì mình dựa vào CRL ha, không dựa vào cái đường kính túi thai. Và những trường hợp đó thì có thể là những cái thai đó nó có thiểu ối thì mình sẽ theo dõi thêm, tại vì để mà chẩn đoán thiểu ối ở cái giai đoạn tăng tốc việc một á, nó chỉ là dấu hiệu gợi ý nghi ngờ thôi. Còn mình không có chắc chắn được là nó có thiểu ối hay không thì nó sẽ không có tiêu chuẩn để ra sang ối. Thì mình chỉ nghi ngờ nó là thiểu ối thì mình sẽ theo dõi nó đến cái giai đoạn mà quý 1 mình tầm soát hình thái học nè, thì mình sẽ tầm soát nó lại. Thì có những thai nó sẽ tiếp tục phát triển cho đến cái thời điểm mà mình tầm soát. Tuy nhiên có những thai thì nó sẽ bị lưu trước khi mà mình tầm soát, thì nó có vấn đề những cái thai đó mình không có xét nghiệm được nó để mình biết là nó có vấn đề gì hay không. Nhưng mà những cái mà mình biết là mình đợi tới cái giai đoạn này thì mình có thể coi thử nó có vấn đề gì về ối không, về bất thường các cái cơ quan, về hình thái của nó không. Tại vì bây giờ tầm soát hình thái sớm á, thì mình tầm soát ở 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày là mình đã tầm soát được một số bất thường lớn của thai nhi rồi. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình siêu âm á, thì thai 3 tháng đầu ví dụ như mình ở đây âm mình từ những là khi mà có một vài trường hợp khi đo cái VS đó thì nó rất là bé, trong khi đó là cái CRL nó gần như nó nằm nó chiếm hết luôn, thì mấy cái đó rất là khó. Nhưng mà đa phần mình thấy á, thì mình làm làm sao mình thấy gần như là 10 ca là 7 ca là không có phát triển được đến cái giai đoạn. Thì cái đó là dấu hiệu tiên lượng xấu đó chị, nó có một số dấu hiệu tiên lượng xấu trong cái quý 1 này, nhưng mà nó không có chắc chắn, cho nên chỉ có mình theo dõi thêm thì mình mới có được nhiều cái số liệu. Chẳng hạn như có cái dấu hiệu chorionectum, cái đó cũng là dấu hiệu tiên lượng xấu, hoặc là dấu hiệu là túi vẫn hoàn giãn rộng nhưng mà vẫn thấy thiên thai, nó vẫn là dấu hiệu tiên lượng xấu. Mình chỉ biết là tiên lượng xấu thôi chứ mình không biết nó xấu tới mức nào, mà mình cũng không biết là khi nào nó sẽ ngừng để mà mình tư vấn cho cái bệnh nhân đó. Hoặc là ngay khi chị thấy cái túi thai nó chiếm hết cái ối đó, mình cũng không thể nào mình tư vấn cho bệnh nhân là giờ cái thai, tại vì mình chưa có một cái bằng chứng xác thực là bao nhiêu phần trăm nó sẽ mất, hoặc là nó bị chính xác là bất thường gì. Cho nên những cái đó là mình chỉ nói là dấu hiệu đó nó không tốt, giống như là thiếu ối vậy đó, thì nó là dấu hiệu xấu thôi, chứ mình không thể nói là em bé nó sẽ mất hay là nó sẽ không có sống được tới trưởng thành chẳng hạn. Nó còn tùy vào những cái bất thường mà em bé nó đang bị thường nữa, mà ở cái thời điểm đó thì mình không có chẩn đoán được những cái bất thường của nó. Cho nên là mình không có thể nào mà mình có thể là mình tư vấn cho bệnh nhân ở cái giai đoạn đó được. Mà mình vẫn thấy một số trường hợp ví dụ như bác sĩ siêu âm người ta vẫn trả cái kết quả là thai sớm, bởi vì nó rất là khó trong những cái trường hợp chúng mình cầm một cái kết quả siêu âm trả cho bệnh nhân, vì vậy cái sẽ là mình sẽ không thấy túi lãng hoàng nữa, nó phải mất đi. Dạ, tại vì trong cái giai đoạn này mình không có cái tiêu chuẩn để kiểm tra tiến mối, cho nên chỉ không nhận ra được. Ngay cả cái thời điểm mà những 10 tuần cũng vậy, tức là cái xoang ối nó bắt đầu hình thành là giai đoạn từ 9 đến 10 tuần á, nó mới bắt đầu thấy rõ cái xoang ối giữa cái phần ối với phần thai phần nhau, thì mình chỉ thấy nó xoang ối thôi chứ chưa có cái tiêu chuẩn nào để hiểu nó là chỉ đo bao nhiêu thì nó kiểu ối, và cách đo như thế nào thì nó kiểu ối. Bởi vậy khi mà chẩn đoán kiểu ối, tức là bác sĩ siêu âm nó thì anh chỉ là cảm nhận và chẩn đoán vậy thôi, còn em thì em chưa có từng thấy có một cái tài liệu nào người ta nói kiểu ối ở cái giai đoạn đó là tiêu chuẩn như thế nào để chẩn đoán hết. Nhưng mà khi mình siêu âm mình gặp một cái tình huống như thế thì mình trả kết quả, nhưng mình kết luận câu cuối cùng với mình kết luận không có kết luận gì, mình chỉ ghi nhận thôi. Mình ghi nhận là có tình trạng đó, chẳng hạn như có tình trạng cái chorionectum á, mình thấy là có tình trạng xuất huyết ở dưới cái mặt rệ như vậy, nhưng mà có nhiều trường hợp nó giới hạn, nó có nhiều trường hợp
2, 5, 10, 15, 100 gì đó. Nhưng có một số trường hợp là tụ dịch dưới là điểm có hình ảnh hơn cô kém. Có một số người là như vậy, nhưng mà họ chỉ một số người thì nói là tụ dịch thì mặt điểm, nhưng mình nhìn đó thì nó chỉ có một cái mà cái nhất là 100 đồng nhất, thường không 100%, ở đây là 10%. Dạ, thì thường khi nào bóc tách 10% là 10% là được.
cô cho em hỏi, nãy em thấy cái vô sắc đó, nhưng mà cái vô sắc thì em muốn biết là khi nào thì nó mất, và nếu nó tồn tại luôn thì nó ảnh hưởng như thế nào không cô? Hay là có nghĩa là cái vô sắc là khoảng bao lâu thì nó sẽ à, đúng nó sẽ tồn tại đến khi nào cái màng ối mà nó áp sát vào màng đệm thì cái vô sắc nó sẽ biến mất luôn, tại vì vô sắc nó nằm khoảng ngoài màng ối, giữa màng ối và màng đệm. Mình có ước tính theo tầng được không cô, hay là không? Dạ, không nhớ là người ta có ước tính không, nhưng mà em thấy cái trường hợp thì 6-7 tuần mà cái màng đệm nó chưa có áp sát thì vẫn còn thấy vô sắc. 20 tuần thì thấy không còn thấy nữa. À, khoảng 20 tuần. Đúng tại rồi. Vì bản thân nó bám ngay đoạn eo tử cung, dính còn một cái thai mà nó sảy thai tức là sau khi nó cong hoàn toàn rồi nó tụt xuống nằm ở đoạn eo đúng không ạ, thì có hai dấu hiệu. Thứ nhất là những trường hợp đó chị sẽ thấy lỗ trong cổ tử cung nó mở, và khi chị đẩy á, chị đẩy cũng lực cũng mạnh lắm á, thì nó sẽ trượt giữa cái túi thai với lại cái mọi mặt tử cung á, nó sẽ có dấu trượt thường như này chị, mình đẩy từ dưới đẩy lên. Thì thai mà nằm trong lòng nội mạc tử cung thì không phải là thai sừng.
cái đoạn mới cắm vào cơ tử cung nó sát cái dịch mũ thai ngoài, tử cung chị có thấy không ạ? Cái túi thai nó nằm ở ngay cái đoạn chân của cái ta, cái thai ngoài nó cắm vào cái góc của tử cung, cái thai đó là thai đoạn eo của ống dẫn trứng, tức là cái tính trong thai cơ. Ngoài tử cung ở ống dẫn trứng, còn thai ngoài tử cung mà nó đọc kẽ, tức là nó phải nằm cái phần mà ở trong cơ, cơ tử cung mà có cơ tử cung bao bọc thai ngoài nó. Có thể cơ mỏng, cơ dày nhưng mà phải có cơ tử cung bao bọc ra. Và thứ hai là nó phải có cái dấu hiệu đoạn kẽ, tức là khi nó nằm ở đó thì cái phần mà cái đoạn đoạn eo đoạn mà nằm trong cơ tử cung á, đoạn cái ống dẫn trứng nằm trong cơ tử cung á, nó thông vào lòng tử cung qua cái lỗ ống dẫn trứng thì cái thai nó phải nằm ngoài cái khoảng đó, ngoài cái khoảng mà cái lỗ trong của lỗ trong của ống dẫn trứng á, nó nằm phía bên ngoài thì nó sẽ có cái dấu hiệu đoạn kẽ giống như cái quả tạ vậy đó. Cái eo nhỏ xíu bên ngoài là một cái cục tròn mà nó có một cái đoạn eo xong nó tới cái lòng tử cung thì có dấu hiệu đoạn kẽ đó, mình phải chẩn đoán chắc chắn là thai đoạn kẽ. Còn cái mà chị kể á, là có thể cái tử cung nó hơi hình tam giác, cái lòng tử cung nó hình tam giác, hoặc là cái tử cung nó nằm lệch, tử cung mà bị lệch một bên á thì cái thai nó nằm ở góc cao bên trái hoặc bên phải, nhưng mà trong lòng tử cung. Tại vì theo như sinh lý của thụ tinh là thai nó sẽ đóng ở đáy tử cung, thì đầu tiên nó thường là nó sẽ nằm ở góc cao trên đáy đó nếu mà giai đoạn sớm thì thấy. Nhưng mà nếu nó liên tục với nội mạc tử cung và nó được bao phủ bởi nội mạc tử cung thì cái đó là thai trong tử cung chứ không phải thai đoạn kẽ. Hoặc là thai mà trên tử cung hai sừng á, tử cung hai sừng hoặc tử cung có vách ngăn, nó vẫn nằm trong lòng tử cung nhưng mà mình cảm giác nó nằm lệch về một bên thì thai đó vẫn là thai trong tử cung. Thai mà nằm trong nội mạc tử cung thì được định nghĩa là thai trong tử cung, cho dù nằm cao nằm thấp. Nó có một cái trường hợp thai góc nữa, thai góc tức là nó nằm ở góc cao, nó bám ở ngay cái chỗ mà vừa trong lòng tử cung nhưng mà nó ngay cái góc giữa cái chỗ cắm của cái thai ngoài vào trong nội mạc tử cung á, ngay cái lỗ nhận trứng mà khi chị soi vùng tử cung chị thấy á, nó nằm sát chỗ đó và xu hướng nó bám lan ra ngoài thì nó sẽ gây giãn to, nó gây mỏng cái nội ở cái cơ tử cung ở cái đoạn sừng tử cung đó, thì cái thai đó là thai góc. Thai góc nó cũng khác thai sừng luôn, thai góc nó cũng có nguy cơ là vỡ tử cung tại vì nó bám ngay cái đoạn góc trên đó mà nó cái chỗ đó nó yếu, cơ nó mỏng thì nó có thể gây vỡ tử cung giống thai sừng, nhưng mà bản chất nó vẫn là nằm trong nội mạc tử cung nhưng mà nó nằm ở góc. Còn thai sừng là nó nằm trong cơ tử cung mà ở đoạn kẽ. Mình phân biệt hai cái đó. Thai sừng với thai cúp sừng là khác nhau. Thai góc, thai góc tức là angular pregnancy là nó nằm ở góc của nội mạc tử cung. Tiếp tục bài này đi. Nó nằm trong nội mạc tử cung nhưng nó nằm trên góc đó, nhưng nó nằm ở đáy cái nội mạc tử cung tam giác đó, nằm ngay góc. Và xu hướng nó phát triển ra phía cái góc tử cung chứ nó không phát triển về phía dưới của thân tử cung, nên nó có thể gây giãn căng to chỗ đó và nó có thể vỡ. Thì hồi xưa ở bệnh viện cũng có một ca cái thai nằm cao vậy đó, rồi sau nó cũng phát triển khi nó lớn thì mình thấy nó gần như nằm trong lòng luôn, không có vỡ tử cung ở cái đầu góc đó. Là nó nằm góc nằm trong lòng tử cung mà ở góc đó mà. Còn cái nội vô là bị tim mạch luôn vô. Khoảng mấy tuần hả chị? Không, bạn có một ca khoảng 25 tuần, một ca 25 tuần mà có tim phụ. Thì ca đó là u của mình chụp. Thì tới cái đêm nó lại đi mổ là bệnh nhân tim mạch thì nó ở góc sừng trái, còn một ca thì một cái anh đồng nghiệp thì một đêm đưa lên thì bệnh nhân vô với một tình trạng xuất huyết nội nhưng mà cũng sốc cho một cái thai thì cũng nảy đi mổ, không biết là gì, cuối cùng cũng là hai góc sừng. Dạ, hai góc với chị là em nói hai góc, còn hai sừng là mình đổi thành hai kẽ, hai đoạn kẽ. Ngày xưa mình làm hai sừng hết nhưng mà hai cái nó khác nhau, một cái là trong lòng tử cung, một cái là trong cơ. Nhưng mà khi mình cái thai sừng đó là có nghĩa là nó nằm lệch hoàn toàn về cái nội mạc tử cung và một bên. Dạ, nó nằm trong cơ. Ở thai góc thì nó nằm trong nội mạc tử cung nhưng nó lệch một bên, còn thai kẽ, thai sừng mà chị nói là nó nằm ở cơ tử cung mà ở đoạn kẽ. Thai góc là thai trong tử cung, kia là thai ngoài tử cung. Ừ, đoạn kẽ là thai ngoài tử cung. Đường nào chị Phương bữa thì có học cái bài thay ngoài tử cung. Bài mới ha. Dạ.
hình thái học ở tam giác nguyệt, tức là bà quý ba của thai kỳ á chị. Thì cái thời điểm mà mình thực hiện cái hình thái học này là 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Thì lý do vì sao mình thực hiện ở tuổi thai này? Thứ nhất là ở cái thời điểm mà 11 tuần á là bắt đầu nó, khi mà mình thực hiện cái tầm soát này có những cái bất thường gì thì mình có cái phương tiện để mình xác định cái nguyên nhân của nó, tức là mình có những cái test xâm lấn thực hiện vào ở cái tuần thai này để mình chẩn đoán các cái bất thường về những sức thể. Còn nếu trước cái tuần thai này thì những cái test xâm lấn nó không được thực hiện bởi những cái nguy cơ về cục chi hoặc là những cái nguy cơ xảy thai nó lớn, cho nên mình sẽ thực hiện vào tuổi thai 11 tuần. Và sao, tại sao lại dùng cái ngưỡng trên là 13 tuần 6 ngày? Là tại vì sao ạ? Vì sau cái tuổi thai bắt đầu thai nó qua 14 tuần á, thì khả năng mình thực hiện những cái khảo sát á, đo đạt nó sẽ khó hơn khi mình làm ở cái tuổi thai ở 11 đến 13 tuần 6 ngày. Chẳng hạn đo được ngoài da gáy thì nó lớn thì mình sẽ không có đo được, nó dễ dàng, nó khó thành công hơn khi mình đo cái được ngoài da gáy do cái tư thế của em bé nó không có được thẳng trung gian để mình đo cho nó chuẩn. Và thứ hai là ở cái thời điểm này mình có thể khảo sát được hình thái học thai nhi, như là về đầu mặt cổ này, tim lồng ngực này, về thành bụng hoặc là cột sống và tứ chi là nó đã phát triển tương đối hoàn chỉnh để mình có thể khảo sát được. Và hiện nay thì nó có một số cái sóng mặt cơ để khảo sát, mục đích để làm gì ạ? Như là độ mờ da gáy này, góc mặt hàm hoặc là khoảng sáng trong sọ, xương mũi, đắp lơ ống tĩnh mạch và đắp lơ van ba lá. Những cái này là những sóc mặt cơ thực hiện ở quý một thai kỳ, tức là những cái này nó là những cái điểm mà khi nó có bất thường thì nó có những cái dấu nguy cơ, làm tăng nguy cơ của cái bất thường nhiễm sắc thể lên, cho nên người ta gọi nó là những cái dấu hiệu sóc mặt cơ ở tam giác nguyệt. Thứ nhất tức là ở quý 1 á, từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thì những chỉ số sinh học mình đo bao gồm là chiều dài đầu mông, và thứ hai là đường kính thượng đỉnh. Những cái đường kính khác mình cũng có thể đo nhưng mà nó thực sự là nó không cần thiết trong cái giai đoạn này. Cái đường chiều dài đầu mông thì mình đo mục đích là mình vừa đo để xác định tuổi thai. Vì cái tuổi thai đó hiện nay ở cái thời điểm này tức là cái đầu và cái mông nó rõ, thì cái thời điểm này khi mình đo cái chiều dài đầu mông là mình thấy được rõ cực đầu và cực mông một cách chính xác nhất, nó rõ hơn cái tuổi thai mà từ 7 tuần tới 10 tuần. Còn khi mà mình đo cái đường kính thượng đỉnh thì mình sẽ vừa đo đường kính thượng đỉnh là mình sẽ vừa quan sát luôn các bất thường về thần kinh, là những cái bất thường mà có thể chắc chắn được chẩn đoán vào cái giai đoạn mà quý một này. Và mình có thể thấy được là cái vòng sọ của thai nhi qua cái mặt cắt thượng đỉnh nè, rồi mình thấy được cái đám rối mạch mạc, mình thấy rõ được cái đường giữa. Và khi mà cái tuổi thai nó trên 14 tuần thì mình có thể sử dụng đường kính thượng đỉnh và chu vi đầu để mình tính cái tuổi thai, nếu như chưa có tính được ở cái thời điểm mà 11 tới 13 tuần 6 ngày. Thì cái chiều dài đầu mông mà để đo cho chuẩn ở cái thời điểm này thì đây là cái phong cách chuẩn của đo chiều dài đầu mông ạ. Thì chiều dài đầu mông của tuổi thai từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày là nó từ 45 tới 84mm đó các chị. Thì cái mặt cắt chuẩn này như thế nào ạ? Để mà định được tuổi thai chính xác trong cái giai đoạn này thì các anh chị phải đo cái chiều dài đầu mông này chuẩn thì nó mới ra tuổi thai chuẩn. Còn nếu như mình cắt cái đầu mông này mà không chuẩn, chẳng hạn như cái tư thế nó hơi ngửa hơn hoặc nó hơi gập hơn là cái giá trị của chiều dài đầu mông này nó đã thay đổi rồi. Thì có các chị nào đã từng đo cái chiều dài đầu mông này chưa? Nó dễ đo không ạ? Dạ. Cái chiều dài đầu mông này so với cái chiều dài đầu mông của thai từ 7 tới 10 tuần thì cái nào dễ hơn ạ? 7 đến 10 tuần. Đúng rồi, vì sao? Lúc này nó gặp gỡ tư thế đủ thứ. Cái giai đoạn mà từ 7 tới 10 tuần cái thai nhi nó ít vận động hơn. Cái bắt đầu ở cái tuổi thai tháng này, khi mà làm mình thấy học là thách thức của bác sĩ siêu âm là sự kiên nhẫn.
Tại vì nó cứ vận động liên hồi và mình rất là khó để mình bắt được cái mặt cách mà nó đứng yên như vậy. Thì cái mặt cách chuẩn nó bao gồm những cái đặc điểm nào? Đây ạ. Thứ nhất đó là cái tư thế của cái em bé phải là tư thế trung gian. Tư thế trung gian là sao? Không quá ngửa, không quá cúi, ngửa vừa phải. Thì làm sao để biết tư thế trung gian? Tức là mình phải thấy cái khoảng dịch ở ngay cổ của em bé. Và cái tia siêu âm mà khi mình đo cái đầu mông này nó phải đi vuông góc với cái mặt thẳng ngang, mà cái đường mà mình đo từ đầu tới mông á, cái đường nối từ đầu tới mông thì cái tia siêu âm nó phải đi tốt nhất là vuông góc với cái mặt thẳng đó. Còn nếu như mà nó xiên, giống như cái hình này là nó xiên nè, thì nếu như nó nghiêng á, thì cái góc mà cho phép là phải nhỏ hơn 30 độ so với cái mặt thẳng ngang. Cái góc này nè, góc từ đầu, cái đường thẳng hợp bởi cực đầu và cực mông của thai nhi á, so với cái đường nằm ngang thì nó phải nhỏ hơn 30 độ. Còn cái này là đúng 0 độ này, là cái này là chuẩn, chuẩn nhất rồi đó. Còn nếu như mà mình đo không có được như vậy thì cái góc đó chí ít phải được 30 độ, nhỏ hơn 30 độ. Thứ hai nữa là cái góc của cái xương hàm trên á hợp với mặt thẳng ngang là từ 30 tới 60 độ. Cái đó để mình định nghĩa là cái tư thế nó trung gian, nó không quá ngửa và không quá gập á, là cái góc của xương hàm trên. Và cái xương mũi á thì nó phải nằm trên mặt thẳng nằm ngang. Cái xương mũi á chị, xương mũi là đây ạ. Đó, xương mũi mà khi mình cắt thì mình phải thấy được 3 điểm. Một điểm là xương mũi, cái thứ hai là gì? Da mũi, và cái thứ ba là chóp mũi. Phải thấy được ba cái gạch đó, một dấu bằng và một đường gạch nữa thì mình mới cắt đúng qua cái mặt phẳng dọc giữa của thai nhi. Được chưa ạ? Đó là một cái mặt phẳng chuẩn để đo chiều dài đầu mông. Nếu các chị làm được như vậy thì cái chiều dài đầu mông để định tuổi thai ở cái thời điểm này nó sẽ chính xác. Còn nếu như cái đường, cái chiều dài đầu mông mà mình không đo được qua cái mặt cắt chuẩn này thì cái tuổi thai nó sẽ không chính xác bằng so với cái tuổi thai từ lúc 7 tuần tới 10 tuần. Tại vì lúc đó cái thai nhi mình rất là dễ bắt được cái hình ảnh thai nhi nó nằm yên. Còn nếu như mà ở tuổi thai này thì mình rất khó nó bắt được nó ở tư thế này. Đó là lý do tại sao mà lúc nãy em nói với chị là cái này nè, là mình khi mình đo được cái mặt cắt chuẩn này thì sai số so với 7 tới 10 tuổi thai từ 7 tới 10 tuần nó sẽ không có nhiều, dưới 5 ngày nữa. Còn nếu như trường hợp mà mình đo không chuẩn á, không chuẩn ở tuổi thai này thì cái mà từ 7 tới 10 tuần nó chuẩn hơn, mình lúc đó thứ nhất mình thực hiện ở đầu dò âm đạo mình cũng có thể xác định được cực đầu với cực mông của thai nhi giống mặt cắt này, và em bé nó không có cử động nhiều, nó không ngửa không duỗi khi đó. Cái tư thế nó 7 tới 10 tuần là nó tư thế hơi cong này. Và cái bản tham chiếu là mình vốn dĩ mình đã tính trên cái tư thế đó là vốn dĩ cong vậy rồi. Còn cái bản tham chiếu mà tuổi thai 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày là phải cắt chuẩn như vậy thì tham chiếu mới đúng. Còn nếu chỉ cắt không chuẩn tức là nó sẽ nhỏ hơn hoặc nó sẽ lớn hơn so với tuổi thai thực tế của nó, được không ạ? Thì đó, vậy bây giờ nếu như mà trong tay có hai kết quả, một kết quả siêu âm từ 7 tới 8 tuần, một kết quả siêu âm từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày, thì lấy kết quả nào? Nếu, nhưng mà bây giờ biết sao chưa chủ? Nếu mà mình đo luôn thì mình còn biết, ví dụ người khác đo thì làm sao mình biết chuẩn? Đúng rồi. Tại mình học tin đồng nghiệp mà, đúng không? Thường thường cái siêu âm này ở nước ngoài là những chuyên gia người ta mới làm, cho nên những cái nên người ta rất tin tưởng vào cái kết quả này. Còn ở Việt Nam mình á, đo độ mờ da gáy thực sự là có một số trường hợp là các chị chưa được huấn luyện á, gọi là mình chưa được huấn luyện qua cái khóa này để mình đo á, thì có thể mình đo không chuẩn. Tuy nhiên khuyến cáo là mình vẫn lấy cái tuổi thai ở cái giai đoạn này để mình đo, mình làm tuổi thai. Tại vì thường thường tất cả các phụ nữ người ta đều đi khám thai và
vào cái giai đoạn mà tầm soát dị tật này thì mình thấy cái thử thai này đa số những trường hợp bệnh nhân sẽ có cái kết quả siêu âm này. Còn nếu như người ta có cả hai kết quả thì thường thường hai kết quả này trên nhau không quá 5 ngày thì mình có thể lấy kết quả nào cũng được. Tại vì mình chấp nhận là sai số 5 ngày. Còn ở nước ngoài là người ta sẽ lấy kết quả này, bởi vì ở nước ngoài á, những cái siêu âm mà 7 đến 10 tuần á, người ta không được làm ở chuyên gia. Còn các siêu âm tầm soát hình thái học đang có việc một này là người được huấn luyện gọi là chuyên về làm hình thái học thì người ta mới làm cái này, người ta bắt buộc phải cắt chỗ đúng cái mặt cắt này. Rồi thì mặt cắt ngang đầu thì sao? Mặt cắt ngang đầu thì mình sẽ có hai mặt cắt ha, đó là cắt rưỡng đỉnh ha. Ở thử thai từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày mình đã thấy được mặt cắt này rồi ha. Thì mình đo rưỡng đỉnh, mình sẽ thấy được là còn sọ của thai nhi có hay không có. Rồi mình thấy được đường giữa, tức là thấy được đồi thị nó phân chia làm hai bên á. Mình thấy đường giữa còn sọ liên tục. Và mình thấy được cái đám rối mạch mạc hai bên hình cánh bướm. Đó là hình ảnh bình thường của cái đầu ở tuổi thai 11 tới 13 tuần 6 ngày. Rồi, còn khi mình khảo sát hình thái học thì mình khảo sát những cái gì trong tuổi thai này? Thì trước đây ở tuổi thai này thì mình không có khảo sát được gì nhiều do cái máy mình nó không có độ phân giải nó tốt. Thứ hai nữa là mình chưa có được đào tạo để mình khảo sát sớm. Nhưng mà càng ngày thì các những cái khảo sát về hình thái học sớm này càng được sử dụng, ứng dụng nhiều. Mình có những cái máy độ phân giải tốt nè. Thứ hai nữa là mình có đầu dò âm đạo. Thì đầu dò âm đạo là độ phân giải rất là cao, thì mình có thể mình khảo sát được một số các cái hình thái của thai nhi ở giai đoạn này rồi. Và cũng có thể chẩn đoán được một số bất thường lớn ở cái giai đoạn này. Thì về đầu như lúc nãy mình thấy đó, đầu thì mình sẽ coi thử xương sọ là có hay không có nè, có đường giữa hay không nè, cái nang đánh rối mạch mạc hai bên nó có hay không có nè, hình dạng nó có bình thường hay không, bình thường là hình cánh bướm đó, là bình thường. Rồi mình có thể khảo sát được tim bốn buồng nè, khảo sát sự hiện diện của dạ dày nè, bàng quang nè, khảo sát được sự liên tục của thành bụng nè. Cột sống thì mình có thể khảo sát được sự liên tục của cái da cột sống. Tứ chi thì mình khảo sát được là ba đoạn là sao? Ba đoạn là có cánh tay và bàn tay. Còn mình chưa có khảo sát là có bao nhiêu ngón tay, vì cái giai đoạn này ngón tay nó chưa có rõ. Rồi phần hậu thai thì mình có thể khảo sát màng ối bắt nhau ha. Thì cái này là cái khuyến cáo của ai sụp người ta khảo sát trong tam tấn huyệt đầu á, quý ba đó, 11 tới 13 tuần 6 ngày thì chị thấy nhiều không ạ? Nhiều. Đầu thì người ta xác định là có hay không có vòng sọ này, có đường giữa hay không nè, có răng đánh rối mạch mạc nè, ở hai bên nè. Cổ thì sao? Cổ. Người ta sẽ đo khoảng 10 cm sau gáy ha. Mặt thì người ta sẽ thấy hai hốc mắt, thấy đồng tử nha. Với đầu dò âm đạo là mình có thể thấy được hai đồng tử, có thể khảo sát được môi trên. Rồi cột sống ha, thì mình có thể khảo sát cái sự liên tục của da và cột sống. Mình có thể chẩn đoán sớm được những cái trường hợp mà hở cột sống, trẻ cột sống hở. Rồi ngực thì mình có thể thấy được phổi, mình có thể thấy được là tràn dịch màng phổi. Rồi tim thì mình khảo sát được bốn buồng tim nè. Tim thì khảo sát nó phải phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cái bác sĩ mình khảo sát á, thì người ta chỉ yêu cầu mình khảo sát bốn buồng tim thôi, còn đường ra thì người ta không có bắt buộc ha. Rồi bụng thì mình sẽ thấy được dạ dày nè, gì nữa à, thành bụng liên tục ha, thận, bàng quang, thận gì nữa à, chỗ cắn hay rốn được không à, thấy được hai đầu mạch rốn không à, thấy được à. Chi thì mình sẽ thấy chi, tứ chi, ba đoạn trục của chi à, rồi bánh nhau, dây rốn. Đó là của ai sụn.
Còn mình làm được gì? Đụng vào da gáy được chưa? Đụng vào da gáy được ha. Đụng vào da gáy mình đã làm lâu rồi. Những cái khảo sát này, mình khảo sát về thần kinh là mình cũng khảo sát được nhiều loại thần kinh, bụng, cuộc sống. Tim thì cần cái người mà được huấn luyện á, tim mở cái tam tấn huyệt ở quý 1 này nó nhỏ và nó rất là khó để khảo sát, tư thế cũng khó. Thì đối với những người được huấn luyện thì người ta vẫn có thể khảo sát được một số cái bất thường tim lớn. Thì chút xíu nữa mình sẽ coi để mình thấy được gì ha. Đây ạ. Đây, khi khảo sát đầu thì mình sẽ thấy cái vòng sọ nó liên tục ở mặt gạch dọc giữa nè. Thấy xương mũi nè, xương mũi gồm 3 gạch giống như nãy mình nói. Này là xương hàm trên đúng không ạ? Xương hàm dưới khoảng 16 thấy. Rồi đồng tử hai bên, rồi hai hốc mắt ạ. Này là môi á chị. Rồi cái này là gì? Đắp nối mạch mạc hai bên. Đây ạ. Hình cánh bướm nha, khi nào cũng đòi cái hình cánh bướm. Hình cánh bướm và vòng sọ liên tục, đó là cái đầu bình thường. Rồi, tim thì mình có thể thấy được tim bốn buồng ha. Động mạch chủ, cột sống. Rồi, đây cũng tim bốn buồng ở mặt cắt ngang, thấy rõ cắt liên thấp liên tục. Thấy rõ nhĩ phải, thất phải, nhĩ trái, thất trái. Rồi, thấy được dạ dày. Dạ dày nằm bên trái hay bên phải à, mình sẽ xác định được vị trí luôn. Tại vì mình biết vị trí của thai mà, thì mình xác định được dạ dày nằm có đúng vị trí hay không. Chỗ cắm dây rốn và ổ bụng, thấy được luôn đúng không ạ? Cột sống, thấy được. Cột sống thấy được, tức là thấy được ở mặt thẳng trán mình sẽ thấy những cái nốt sống liên tục ha. Rồi mình sẽ thấy được cái vùng cái dọc giữa thì mình sẽ thấy sự liên tục của da cột sống. Còn nếu như không liên tục thì phải coi thì nó có bất thường gì rồi. Bàng quang thấy được không ạ? Bàng quang bình thường ở quý 1 là bao nhiêu ạ? Bài của bác sĩ Tuyết ạ. Dưới 6mm ở quý 1, ở quý 2 là dưới 30, quý 3 là dưới 60mm. Rồi, vậy thì khi nào gọi là bàng quang to ở quý 1? Trên 6, trên 15. Trên 7 chị. Trên 7. Trên 7. Trên 7 là phải nói bàng quang lớn. Còn 7 tới 15 nó tăng nguy cơ bất thường sắc thể. Còn trên 15 thì trên 15 có thể sẽ nguy cơ đến cái tắc và hẹp cái đường niệm. Đây là sự liên tục của vùng da, của hộp sọ. Đây. Tay thì mình thấy ba đoạn đó ạ. Cắm, cẳng, bàn. Cẳng tay. À, cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Thấy ba đoạn thôi mà bốn chi, tức là thấy hai chi trên và hai chi dưới. Để chắc chắn là nó đủ chân tay ha. Rồi, các cái sốc mặt cơ ở giai đoạn này, cái đầu tiên mà mình thường gặp nhất là độ mờ da gáy đúng không ạ? Thường cứ đi 11 tuần tới 13 tuần là gọi là gì? Đi đo độ mờ da gáy. Nhưng mà không phải chỉ đo độ mờ da gáy không, đúng không các chị? Ngoài chuyện đo độ mờ da gáy mình còn phải khảo sát các cái hình thái giống như nãy giờ mình coi đó. Chứ không
chỉ đo xong cái độ ngoài da gáy là xong. Độ ngoài da gáy chỉ là một yếu tố trong cái quá trình khảo sát này thôi. Để đo được độ ngoài da gáy thì mình có tiêu chuẩn ha. Các chị có biết tới trang web Phytomedicine chưa? Dạ. Có ai từng vô đó chưa? Dạ. Đây ạ. Các chị thử vô trang web này, nó sẽ có rất là nhiều cái bài về tầm soát các cái bất thường thai cũng như là tầm soát cái giai đoạn sớm. Và lấy chứng chỉ NT luôn, lấy trong này luôn. Các chị học và các chị bấm mắt hình này nè. Thì nếu mà ai muốn lấy chứng chỉ thì học một bài làm lấy 3 hình upload lên trên đó, và người ta sẽ chấm cho mình. Sau khi người ta chấm xong thì người ta sẽ cấp cho mình một cái chứng nhận có giá trị trong vòng 1 năm. Năm sau các chị phải upload lại 3 hình khác. Được không ạ? Thì đó, để mà đo được độ mờ da gáy thì các chị có chứng nhận này là đảm bảo các chị xác định trong tuổi thai đó. Rồi, thì trong này nó có cả tiếng Việt nữa, nên các chị cứ mở ra học ha. Không cần. À, mình đăng ký một tài khoản, thì cái tài khoản đó nó sẽ đi xuống mình trong tất cả các thứ khóa học luôn. Cô nói có đăng ký. Rồi, thì đo độ mờ da gáy theo tiêu chuẩn là sao ạ? Tuổi thai phải từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày, tức là đầu mông từ 45 tới 84 mm. Và quá cái này thì mình không có đo nữa, tại vì quá cái chiều dài đầu mông này thì mình sẽ thứ nhất không có bản tham chiếu để so sánh, thứ hai là mình sẽ không có cái test để mình chẩn đoán cái test, người ta chỉ lấy cái đầu mông sớm cái giai đoạn này thôi. Rồi, mặt cắt dọc giữa, tư thế trung gian, dọc giữa hồi nãy mình thấy chưa ạ? Dọc giữa của đầu mông á chị, dọc giữa là phải sao ạ? Phải thấy rõ xương mũi nè, mũi ba đường đúng rồi, xương hàm trên, hàm dưới. Rồi tư thế trung gian thì mình dựa vào cái góc của xương hàm trên so với đường ngang từ 30 tới 60 độ. Quan sát rõ màng ối và khoảng mờ sau gáy. Đây là cái khoảng mờ sau gáy các anh chị. Cái hình hồi nãy rất rõ hơn. Đây ạ. Đây khoảng mờ sau gáy ha. Và cái này là màng ối nè. Màng ối dưới nè. Thì mình quan sát rõ để mình tránh đo nhầm. Mình sẽ đo nhầm từ cái khoảng này. Khoảng này tới màng ối là nó sẽ bị lớn. Rồi tiếp nữa là mình phải đo trong, tức là mình đặt con trỏ ngay trên cái đường trắng này. Và mình dùng con trỏ hình dấu cộng như thế gì để mình tránh sai số. Tức là khi mà mình di chuyển con trỏ, mình phải dùng màn hình lên lớn, lấy phần đầu và một phần ngực của thai. Mục đích để làm gì? Khi mình di chuyển con trỏ một lần, nó chỉ lên 0.1mm thôi. Đây là xương mũi, một dấu vằn và một dấu gạch. Dấu gạch này là chóp mũi ha. Một cái ở dưới là xương mũi, cái trên là nha. Vậy chưa ạ? Rồi, NT như thế nào là bình thường? Khi nào là bất thường? Có hai bạn bắt phương vị. Khoảng mờ sau gáy, khi nào bình thường à, khi nào bất thường à? Trên đó. Bao nhiêu ạ? 2.5 ạ? Có ai có ý kiến khác không ạ? Thấy hay so với bạn bách phương vị. Trên so với chiều dài đầu mông. Trên 9.5 so với chiều dài đầu mông. Đúng không ạ? Dạ. Khoảng mờ sau gáy, nó sẽ phân bố theo hai cái phân bố ạ. Một cái là phân bố theo chiều dài đầu mông, tức là nó sẽ dày khi nó trên 95, trên bắt phân vị thứ 95 so với tuổi thai, hoặc là nó trên 3.5 đối với tất cả mọi tuổi thai. Khi đó nó là hằng số rồi, 3.5 là nó là bắt phân vị thứ 99 đó.
là ở tất cả mọi tuổi thai, nếu mà NT trên 3.5, trên mặt bằng 3.5 là nó dày hết. Còn nếu không là nó trên bắt công việc thứ 95 so với tuổi thai. Được chưa ạ? Rồi, ngoài ra nó còn có cái khoảng mờ trong sọ, cái IT á chị. Cái này là nó sẽ tương ứng với cái sọ thứ tư á. Thì cái này, cái dấu hiệu này thì thường dùng để chẩn đoán cái bất thường của hở cột sống á, chạy cột sống á. Trời góc mặt hàm ha, cái này cũng là một số mặt cơ mà ít sử dụng. Góc mặt hàm bình thường nó là dưới 90 độ. Rồi, một cái góc mặt cơ nữa là cái này là gì? Đứt lơ của ống tĩnh mạch. Ống tĩnh mạch là một cái ống nối giữa cái tĩnh mạch rốn và tĩnh mạch chủ dưới của thai nhi. Thì đốt lơ ống tĩnh mạch này á, bình thường nó sẽ là có sóng A và nó vận tốc cao trong suốt cái thì đâm trương và lên thu, nên nó có hai cái đỉnh đó. Đỉnh S và đỉnh D. S và đỉnh D và sóng A là nó thể hiện của cái thời kỳ nhĩ con. Đây là ống tĩnh mạch bình thường. Khi nào gọi là ống tĩnh mạch bất thường? Bất thường là khi mà sóng A nó ngược. Còn bình thường khi có sóng A và mất sóng A. Có sóng A và mất sóng A là bình thường. Còn khi nó đã ngược sóng A thì nó mới bất thường. Đó là trong tâm tháng 11, quý 1. Còn quý 3, quý 2, quý 3 nó khác. Quý 2, quý 3 là bất thường khi cái đất lơ ống tĩnh mạch đó lớn hơn mắt phân biệt thứ 95 so với tuổi thai, hoặc là mất sóng A. Nó khác cái quý 1 các anh chị. Quý 1 bất thường là khi nó mất sóng A, thì khi nó mất sóng A nó mới tăng các cái nguy cơ của cái bất thường thai, thai chết và bất thường sức khỏe. Rồi, cái sắc mặt cơ thứ 2 là thứ tiếp nữa là cái vận tốc dòng máu qua van ba lá. Hở van ba lá các chị, thì hở van ba lá ở quý 1 thì người ta dùng bằng đốt lơ sung chứ không dùng bằng đốt lơ màu. Đốt lơ sung người ta mới chẩn đoán được, đốt lơ màu mình sẽ không có thấy rõ cái dòng phục ngược của nó, vì nó cái tim nó rất là nhỏ. Thì cái hở van ba lá này được định nghĩa là khi có cái dòng phục ngược mà vận tốc nó lớn hơn 60cm trên giây thì mới gọi là hở van ba lá các chị. Rồi, vậy tổng cộng mình có bao nhiêu cái góc mặt cơ cần khảo sát? Rồi mờ da gáy à? 60. Có mờ trong sọ, góc mặt đúng không ạ? À? Gì nữa? Đất lơ ống tĩnh mạch và đất lơ của dòng hở van ba lá. Thì khi mà có bất thường những cái góc mặt cơ này thì nó sẽ kết hợp với cái nguy cơ của nguy cơ nền của mẹ, nó sẽ làm tăng các nguy cơ về bất thường nhiễm sắc thể, bất thường thai hoặc là thai chết. Còn cái nguy cơ đó tính như thế nào có máy tính. Còn cái giai đoạn mà khảo sát đánh nhau ở giai đoạn này thì nó cũng ít có ý nghĩa ha. Cái thời điểm này mình chỉ xác định nhau mặt trước mặt sau. Cái thời điểm này mình có xác định nhau tiền đạo không ạ? À? Không. Không ạ? À? Trên 28 tuần. Rồi, sau khi mình khảo sát hết những cái hình thái học vậy, giờ một số bất thường mà mình có thể phát hiện được từ thời điểm, ở thời điểm 11 đến 13 tuần, như là một số bất thường liên quan tới độ mờ da gáy tăng này, như dị tật tim, thoát vị hoành, thoát vị rốn, bàng quang to, bất thường dây thành bột, bất thường hệ xương. Cái này các chị học hết chưa? Tim, các bệnh lý này học hết chưa? Dị tật tim lớn chẳng hạn như
em bị thấp nè, thấp bị đại động mạch nè, thấp bị phành mạch chưa ạ? Rồi. Đó là mình bất thường của ở quý 2, đúng không ạ? Rồi, thấp bị rốn nè, học chưa ạ? Rồi. Rồi, thấp bị rốn lên dậy. Tiêu hóa. Bàn quan to. Bàn quan to, học chưa? Rồi, mới rồi. Rồi, tiết mới học. Không biết chị Tiết có dạy không? Có, tiết niệm. Bàn quan to, rồi. Bất thường dây thần bộ. Bất thường hệ xương. Đó rồi. Là những cái bất thường này nó có thể liên quan tới độ mờ da cái dày. Thì khi mình đo thần độ mờ da cái, rồi sợ là mình khảo sát, thì kinh. Mình cũng để ý tới những bất thường này luôn. Rồi một số bất thường có da gáy bình thường, tức là những bất thường này nó không có liên quan tới từ gì thực thể nha. Thay mô sọ, giảm não thất, não bóng thủy, não thất duy nhất, holo rosencephaly á, làm giọt nước, rồi dễ đốt sống hở, hở thành bột. Học hết rồi đúng không ạ? Rồi giờ mình lướt sơ qua hình ảnh ở quý 1 nó như thế nào. Này, cái này thì Linh rất là thích vì cái bài này người ta nói về là những bất thường chắc chắn sẽ được chẩn đoán ở quý 1, tức là luôn luôn thấy ở một bên này à. Bất thường dây thần bột này, thai vô sọ này, nó thấp duy nhất thể không phân thì thấp bị rốn ở thành bột bàng quang lớn. Rồi cái cột ở giữa là những bất thường mà mình không chẩn đoán được ở quý 1. Ví dụ như tật đầu nhỏ nó chỉ xuất hiện ở quý 2 thôi. Bất sản thể trai đúng không? Thể trai bắt đầu từ tuần 14 nó mới phát triển và tới tuần thứ 17 thì nó mới bắt đầu có thể quan sát được. Rồi giảm não thất thì đơn thuần thì thường nó xuất hiện ở quý 2 và quý 3, nên quý 1 có thể mình không thấy, trừ những trường hợp mà giảm não thất nặng á, não khủy á. Rồi các cái loại u của thai nhi như u tim, u quái vùng vùng cụt hay những cái u mũi họng, u buồng trứng, những cái này thường quý 3 mình mới hay gặp, nên thường quý 1 mình sẽ không có gặp nó. Rồi các cái tổn thương ở phổi như là phổi, bệnh nan tuyến phổi, phổi biệt trí cũng không chẩn đoán được ở quý 1. Hẹp tá tràng, tắc ruột, bữa trước chạy bài tiêu hóa nói sao cái này thường xuất hiện muộn, thường ở quý 2 và quý 3. Tắc đường tiết niệu cũng vậy. Rồi những bất thường có thể chẩn đoán ở quý 1, cái này là thách thức của mình, đúng không? Có thể chẩn đoán được, tức là nếu các anh chị được huấn luyện, nếu các anh chị chú ý, các anh chị khảo sát thì các anh chị có thể tìm thấy được. Ví dụ như sức môi, mình anh có thể coi được môi đó à. Rồi những trường hợp thận đa nang, bất sản thận, tức là trong quý 1 mình có thể thấy được thận của thai nhi đúng không ạ? Nếu không thấy thận thì mình có thể nghi ngờ, nếu mình tìm kiếm thì mình có thể biết được. Siêu âm là vậy đúng không ạ? Mình nghĩ đến và mình tìm kiếm thì có thể mình sẽ thấy. Rồi một số bất thường chi thì thường thường mình coi chi, mình chỉ coi 3 đoạn thôi. Thì nếu như mà mình để ý thì mình có thể biết được, có thể nó bị cụt cái bàn tay chẳng hạn, hoặc là nó mất một đoạn chi, cái đó mình có thể thấy được trong quý 1. Nhưng mà nếu mình không khảo sát thì mình có thấy được không ạ? Không. Đó. Mình phải quan sát thì mình mới thấy. Rồi, bất thường tim. Bất thường tim như Linh nói đó, tức là bác sĩ mà đánh giá về tim ở quý 1 thai kỳ là phải được đào tạo, được huấn luyện và phải có kinh nghiệm đối với những cái tim người lớn. Tim lớn á, tim thai ở quý 2 rồi thì mình mới có thể có nhiều cái kinh nghiệm trong cái chẩn đoán mà bất thường tim ở cái quý 1 này. Rồi, những cái loạn sản xương gây chế thì những trường hợp đó là nó sẽ gây hẹp lồng ngực nè. Rồi các cái chi nó ngắn thấy rõ không? Thường mình thấy ba đoạn mình không đo. Quý 1 là mình không đo các chi, tuy nhiên nếu mà nó ngắn rõ thì mình có thể thấy được. Giống như hình ảnh nãy các chị thấy cái chi rồi mình phải thấy ba đoạn đúng không ạ? Giờ mình thấy cái chi nó nằm sát hết vô thân mình có thấy được không ạ? Được ha. Rồi trẻ còn sống hở ạ, thì chút xíu nữa sẽ cho các chị một số các cái dấu hiệu mới trong chẩn đoán trẻ còn sống hở ở quý 1. Rồi đây ạ, thai mô sọ đúng không ạ? Thì lúc nãy mình thấy cái gì đầu tiên mình khảo sát, đầu thai nhi mình sẽ khảo sát gì? Vòng sọ. Màng cái này mình thấy vòng sọ không ạ? Vòng sọ là một cái viền phản âm sáng xung quanh cái đầu mà tròn đều hình bầu dục đúng không ạ? Yeah. Hoặc là khi mà mình cắt dọc giữa mình cũng
sẽ thấy một cái viền dày sáng ở đây, này là không có vòng sợ mà cắt dọc giữa, và ở đây là mình thấy cái thoát vị não nó ra ngoài luôn, tức là không có phân xương sọ thì nó sẽ tiến triển thành lồi sọ và đến hồi là não nước, tức là cái não nó mất luôn, nó tiêu biến luôn. Đó là cái chẩn đoán này, là cái này là chắc chắn chẩn đoán được ở quý 1. Não thất duy nhất à, nãy giờ nhấn mạnh các chị là hình canh hướng đúng không ạ? Hãy thấy canh hướng, giờ không thấy canh hướng nữa, đúng không ạ? Và cái tồi thị và cái não thất nó không, cái não thất nó không có phân chia. Này là não thất duy nhất anh chị ở quý 1 ha. Đây là hình ảnh ở quý 1 ha. Hở thành bột mình thấy chưa ạ? Này, khối thoát vị nằm ở thành bột, không có vỏ bao, nằm một bên dây rốn ạ, đúng không ạ? Này là dây rốn thì nó nằm ở một bên ha, còn thoát vị rốn thì sao? Rốn thì nó chỗ đó, khối thoát vị có vỏ bao, dây rốn cắm vào, dây rốn cắm vào. Hở thành bụng thì không liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể, nhưng mà thoát vị rốn thì có liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể. Rồi, bàn quang lớn đây ạ, được chẩn đoán khi kích thước bàng quang lớn hơn 7. Kích thước này đo làm sao ạ? Đo dọc nha các chị, cắt dọc giữa và đo dọc. Này gì ạ? Phúc hợp chi thành bụng, các chị thấy chưa ạ? Nó đặc trưng bởi gì ạ? Hở thành bụng lớn ạ, hở thành ngực, bất thường chi, bất thường cuộc sống, vẹo cuộc sống, đúng không ạ? Và thai nhi hầu như nó không có hoạt động hết, tại vì nó bị dính vào một cái phần của cái thành của màng ối, nó dính sát vào nó, cho nên nó không có được cử động gì nhiều hết. Rồi, bất thường tim thì cái này một số mình có thể phát hiện được. Ví dụ như bốn buồng tim bình thường thì mình sẽ thấy là nhĩ phải, thất phải, nhĩ trái, thất trái và cái bách liên thất, đúng không ạ? Rồi mình sẽ thấy cái gọi là cái rớt, cái gì đó, cái chỗ mà trên cái nhĩ thất đó, từ nhĩ xuống thất nó có một cái gối nội tâm màng, gối nội màng. Gối nội màng là cái điểm ở giữa. Thì khi mà không thấy cái gối nội mạc đó thì mình nghi ngờ nó là một ủa đâu cô chỉ cô đó. Chỉ chỗ nào không, em chưa có tìm được công cụ của em đâu á. Ủa vậy hả, nó nằm đâu trên đó à. Đó nè, gối nội mạc đây à. Bên này có thấy không ạ? À? Không, tức là những cái bất thường tim lớn mình có thể thấy được là không thấy gối nội mạc, không kiểu sản thất trái mình cũng có thể thấy được trong trường hợp này, còn những cái không liên thất thì khó. Sao con chuột nó chạy đi đâu vậy ta? Giảm não thất à? Thường giảm não thất thì mình chẩn đoán được ở quý 2. Tuy nhiên quý 1 có những trường hợp mà giảm não thất nặng thì mình cũng có dấu hiệu gợi ý của nó, đó là cái trường hợp là đám rối mạch mạc nó bị bao quanh bởi dịch. Thường là người ta mô tả là cái dấu hiệu đám rối mạch mạc treo lơ lửng trong cái thành não thất á. Mình không có đo kích thước nhưng mà mình thấy đám rối mạch mạc nó treo lơ lửng, nhưng mà nó không còn hình cánh bướm nữa, đúng không ạ? Bình thường là đám rối mạch mạc hình cánh bướm, quý 1 là phải vậy, butterfly style đó. Rồi, các cái dấu hiệu mà chẩn đoán chảy đốt sống hở sớm á chị, khi đo độ mờ da gáy thường có những cái các chỗ là phải thấy bốn cái đường này. Dạ đây ạ, cái này là thân não ha, não thân bốn này anh chị, cái tì hố sau ha, còn cái này là gì, cái đấm độ. Cái này là khoảng cách giữa thân não và cái xương chẩm á, là nó tính cái khoảng này nè anh chị. Khoảng từ đường đỏ này tới đường đỏ này là gọi là cái khoảng cách từ thân não đến xương chẩm. Còn cái não thứ tư á là nó tương ứng với cái khoảng mờ trong sọ
ENT luôn á, cái ENT này này. ENT đây à, ENT đúng không ạ? Hố sau à, này là ENT đó chị, này là thân sống thân não à, này khoảng cách từ đến cái này tới cái này là khoảng cách từ thân não cho đến xương chẩm. Thì khi mà nó có trẻ đốt sống hở thì nó bị tụt cái thân não ấy chị, thì cái khoảng cách này nó sẽ mất cái khoảng ở trong sọ, nó không thấy nữa, mất cái IT đi, và cái khoảng cách từ thân não đến cái xương chẩm nó sẽ nhỏ hơn, cái khoảng cách này nhỏ hơn, cho nên cái tỷ số này nè, tỷ số giữa thân não và cái khoảng cách từ thân não tới xương chẩm sẽ lớn hơn 1. Khi mình đo cái khoảng cách từ đây tới đây và khoảng cách từ đây tới đây thì nó sẽ lớn hơn 1, bình thường nó nhỏ hơn 1. Bình thường nó có thêm cái não thứ tư nó nằm ở giữa nữa, bây giờ nó mất cái não thứ tư này, nó mất cái khoảng 1 trong sọ này rồi. Hoặc là nó có dấu hiệu Crassai, tức là tiểu não, thì bình thường nó sẽ có cái ô lớn, nó bị lớn, nó nằm đây. Thì khi mà nó bị trẻ đốt sống hở thì cái khoảng này nó mất rồi, nó sẽ cái tiểu não nó sẽ lan thẳng vào cái xương sọ, xương chẩm đằng sau luôn. Đó, cái khúc đó là bể lớn, không phải? Bể lớn. À, bể lớn đúng không con? Dạ, cái này là bể lớn. Cái này tiểu não số 3 là tiểu não anh chị. Nó không có còn cái khoảng cách đó nữa. Hoặc là dấu hiệu nó hẹp lại não khô, dry brain. Thì tức là bình thường là nó có dấu hiệu butterfly, tức là cái đám rối mạch màng nó nằm hai bên hình cánh bướm và có dịch bao quanh nó. Bây giờ nó không có cái là cái dịch bao quanh cái đám rối mạch màng này nữa, mà mình thấy chỉ có cái đám rối mạch màng thôi mà không có dịch xung quanh nó, đó là dấu hiệu dry brain. Đó là những cái dấu hiệu, những cái dấu cái mặt cơ mới trong cái chẩn đoán mà trẻ đốt sống hở. Còn ngoài ra là mình cắt cái đường dọc giữa của cột sống, mình thấy cái đoạn lồi đó lên là cái dấu hiệu trực tiếp rồi, còn đây là những dấu hiệu gián tiếp khi mình cắt trên sọ, cắt ngang lưỡng đỉnh mình thấy. Rồi các vị mạch ở giai đoạn sớm mình cũng có thể thấy ha, thì có thể dạ dày hoặc ruột nó làm thoát vị vào thành ngực, nó đẩy tim bị lệch qua một bên, thì mình thấy tim nó bị ép qua một bên đó. Thì một số hình ảnh của cái bất thường thai sớm mà mình có thể phát hiện được, thì cái này các chị cứ luyện tập từ từ mình sẽ phát hiện được. Rồi giờ mình nói thêm về một chút về cái thường mà mình hay gặp nhất khi mình làm ở quý 1, tức là da gáy dày thì mình tiên lượng như thế nào mà mình xử trí như thế nào. Thì như lúc nãy tôi nói với các chị đó, da gáy dày thì nó sẽ phân bố theo hai cái phân bố, một cái phân bố theo tuổi thai, tức là từ bát phân vị thứ 1 tới bát phân vị thứ 95 là nó phân bố theo tuổi thai, nó tăng theo đầu mông, nhưng mà khi nó lớn hơn 3.5 thì nó sẽ giống nhau ở tất cả các cái tuổi thai, nó phân bố chuẩn luôn. Thì đối với những cái trường hợp mà nhỏ hơn bát phân vị 95 thì những trường hợp mà nó phân bố theo dưới 3.5 thì mình sẽ tính là nó trên bát phân vị thứ 95 so với tuổi thai, gọi là NT dày. Còn nếu nó trên 3.5 là cho dù tuổi thai nào thì NT nó cũng là dày hết, chưa ạ? Rồi thì cái biểu đồ này nó thể hiện như thế nào? NT dày thì nó có khoảng 20% trường hợp là nó liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể, trong 80% trường hợp còn lại á thì có 2,5% trường hợp thai nó sẽ chết trước khi mà mình tầm soát hình thái học một, hình thái học thứ hai là khoảng từ 20 tuần, nó chết trước 20 tuần mình không có tầm soát được bất thường của nó. Và 10% những trường hợp là nó sẽ có những cái bất thường lớn. Thì người ta nói hôm nay như vậy cho dễ hiểu, tức là mình có 100 em bé có NT dày lớn hơn 3.5 thì sẽ có 20 em bé nó sẽ bị bất thường nhiễm sắc thể. Còn 80 em bé còn lại thì sẽ có 2 em bé nó sẽ chết trước khi mà mình trước khi mình tầm soát ở 20 tuần. Và 8 em bé tức là 10% của 80 em bé còn lại á là sẽ bị phát hiện ra nó có những cái bất thường lớn, như là những
cần phải can thiệp, cần phải điều trị và ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần vận động của trẻ. Vậy thì còn lại 70 em bé là hoàn toàn bình thường. Tức là 70% em bé mà có MT lớn hơn 3.5 là sinh mà sống khỏe, bình thường. Thì cái độ mờ da gáy nó không tương ứng với cả là phải có bất thường. Đúng rồi, tức là đối với những cái MT mà bình thường á là vẫn có 0,2% trường hợp bất thường nhiễm sắc thể. Tại vì MT nó chỉ là một cái test để tầm soát, không phải là một test chẩn đoán. Vậy là mình nhớ ha, MT dày không phải là tất cả đều bất thường. 70% trường hợp MT dày sống bình thường ha, chỉ ngoại trừ là MT dày trên 6.5mm thì cái tỷ lệ bất thường nó mới thấp thôi, là khoảng 15%, bình thường, sinh sống bình thường là 15%. Rồi, cái bảng này giúp các chị làm gì? Tức là giúp mình theo dõi và tầm soát những cái trường hợp mà MT dày. Ví dụ như ở trường mình sẽ đo độ mờ da gáy ở 11 tới 13 tuần có độ mờ da gáy dày. Dày là trên 3.5 hoặc là trên bát phân vị thứ 95 so với tuổi 2. Thì mình có thể làm chọc ối hoặc là làm siêu âm chi tiết tùy cái nguy cơ mà mình tính, nguy cơ kết hợp giữa MT tuổi mẹ, các cái sốc mặt cơ và thêm cả sinh hóa nữa, mình sẽ tính ra được một cái nguy cơ. Nếu nguy cơ cao thì mình mới làm những cái chọc ối và mình siêu âm chi tiết. Thì nếu như mà phát hiện bất thường nhiễm sắc thể và bất thường thai thì đó là mình đã tìm được nguyên nhân của MT dày rồi. Những trường hợp mà sau khi xét nghiệm xong nhiễm sắc thể bình thường, không có bất thường hình thái thì mình sẽ tiến hành bước tiếp theo là mình sẽ siêu âm chi tiết và siêu âm tim thai lúc 14 tới 16 tuần. Vì ngoài cái chuyện bất thường nhiễm sắc thể thì MT dày nó còn liên quan tới bất thường tim và một số những cái bất thường khác không có liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể nữa. Thì mình vẫn làm thêm cái siêu âm chi tiết để tìm bất thường thai, làm siêu âm tim thai để tìm bất thường tim. Nếu như khi mình phát hiện được bất thường thai hoặc là thai chết, nó nằm trong cái nhóm thai chết thì ngừng tại đó. Còn nếu như mà trường hợp mình không phát hiện được bất thường gì trên siêu âm chi tiết cả, không có thể bất thường gì trên siêu âm tim hết, thì có thể MT này nó có thể là một số trường hợp thì nó sẽ biến mất, một số trường hợp thì nó sẽ diễn tiến thành MT dày hoặc là phù da gáy hoặc là phù thai. Thì những trường hợp đó mình sẽ cần làm thêm những cái gì nữa? Mình sẽ làm thêm các cái dấu hiệu nhiễm trùng và mình làm thêm các cái xét nghiệm về gen để mình tìm những cái bất thường về gen nữa. Tại lúc trên khi mình làm là mình chỉ tìm bất thường nhiễm sắc thể thôi, chưa làm đến những cái bất thường gen. Rồi. Thì trong số những cái trường hợp mà tiến triển thành phù thai, phù da gáy thì sẽ có một số nó sẽ phát hiện được bất thường sau khi mình làm thêm những cái xét nghiệm như nhiễm trùng và gen. Một số thì thai nó sẽ chết trước khi mình phát hiện được nguyên nhân. Còn những trường hợp mà không tìm được những cái bất thường gì và MT trở về bình thường thì mình sẽ làm một cái siêu âm chi tiết vào lúc 20 và 22 tuần để mình tìm những cái bất thường về hình thái mà chưa biểu hiện sớm, hoặc là siêu âm tim thai để mình tầm soát tiếp những cái bất thường về tim thai. Thì nó cũng sẽ đi đến kết cục là hoặc là thai mình sẽ tìm được bất thường, hoặc là những trường hợp nó tiến triển thành một phù da gáy, phù thai, và có những cái trường hợp là bất thường về gen mà mình không có được phát hiện trước sanh, hoặc là những trường hợp bình thường. Được chưa ạ? Đó là cái sơ đồ để mình xử trí và theo dõi trong những trường hợp mà MT dày. Còn đây là trường hợp mà mình tư vấn. Với những trường hợp mà da gáy nhỏ hơn 3.5mm thì mình sẽ làm cái gì? Mình làm sinh thiết gai nhau hay không sẽ phụ thuộc vào chuyện đó là nguy cơ kết hợp của cái trường hợp này nó cao hay thấp. Mình sẽ dựa vào yếu tố mẹ, các cái dấu chứng bất thường trên siêu âm có bất thường gì hay không, và dấu chứng sinh hóa, tức là dấu chứng trên siêu âm là các dấu hiệu, các cái dấu hiệu sắc mặt cơ mà lúc nãy mình nói đó. Khi có những dấu hiệu đó thì mình sẽ đưa vào máy để cho nó tính. Nó sẽ tính ra một cái nguy cơ của kết hợp giữa MT nhỏ hơn 3.5 và những trường hợp bất thường sinh hóa để
để nó ra một cái nguy cơ kết hợp coi là nguy cơ cao hay nguy cơ thấp. Thì khi đó mình mới quyết định là nguy cơ cao thì mình mới sinh thiết ra nhau. Còn nếu như nguy cơ thấp thì mình sẽ tiến hành tiếp tục là siêu âm ở tuổi thai là từ 11 tới 13 tuần và âm 14 tới 16 tuần và 20 tuần. Nếu như mà không có thấy bất thường thai trong cái giai đoạn mình siêu âm đó đó, các chị hiểu không ạ? Thì bà mẹ được tư vấn rằng là nhiều khả năng con bà đẻ ra khỏe mạnh. Nguy cơ bất thường thai là tương ứng với những, giống như những trường hợp mà NT bình thường. Được không ạ? Tức là NT nhỏ hơn 3.5 là NT chưa có chỉ định chồng ối chị ha. Chồng ối hay không là dựa vào nguy cơ kết hợp giữa yếu tố mẹ, dấu chứng trên siêu âm và sinh hóa. Rồi. Còn nếu NT mà dày lớn hơn 3.5 tức là chiếm 1% trường hợp thai kỳ thì nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể rất cao và những trường hợp này là chỉ định sinh thiết ra nhau. Siêu âm chi tiết lúc 11-13 tuần và siêu âm chi tiết lặp lại lúc 20 tuần. Nếu không thấy bất thường nào mà da gáy trở về bình thường thì mình có thể yên tâm tư vấn là sao ạ? Thai nhi sinh ra là nhiều khả năng là bình thường. Rồi, những cái bất thường nặng hoặc chậm phát triển tâm thần thì nó tương đương với những cái trường hợp bình thường khác trong cộng đồng, tức là những trường hợp mà NT bình thường ạ. Rồi, nếu mà không bất thường thai nhưng mà có da gáy tồn tại và dẫn đến phù da gáy lúc 20 tới 22 tuần thì nó có thể là nhiễm trùng bẩm sinh hoặc là những cái hội chứng di truyền khác, thì khi đó mình cần phải xét nghiệm máu mẹ để tìm các cái dấu chứng nhiễm trùng. Siêu âm mỗi 4 tuần để xem thử cái tình trạng phù thai này nó có biến mất hay không. Và thứ hai là mình xét nghiệm DNA, tức là xét nghiệm gen đó, để mình chẩn đoán những cái hội chứng bất thường về gen mà hiếm hoặc là không được chẩn đoán á. Và có 10% trường hợp sẽ chết chu sinh hoặc là sinh sống với hội chứng nhiễm sắc thể bất thường về gen mà không được chẩn đoán trước sinh. Các chị hiểu cái tư vấn này không ạ? Nó học lèo vậy có hiểu không ạ? Mình về mình đọc thêm ha. Tức là cái da gáy mà nhỏ hơn 3.5 tức là chưa có chỉ định chọc ối, lớn hơn bằng 3.5 mới có chỉ định chọc ối. Chọc ối khi NT nhỏ hơn 3.5 như nào ạ? Khi mà có nguy cơ cao kết hợp giữa tuổi mẹ, sinh hóa và các cái sốc mặt cơ trên siêu âm tăng tới 11 á. Chưa ạ? Rồi, còn xử trí như thế nào thì các chị đọc chi tiết tiếp ở dưới. Được chưa? Rồi.